Bây giờ nhá, cái chỗ này nhá, nó lép lép đây nhá. Bây giờ mình cho nốt cái chỗ này lên này thêm này. Luồn tay vào đây, cái chỗ này. Đấy, luồn tay vào đây. Để nâng lên. Cái chỗ mà ít ít này này thì mình phải lấy cái ngón này vào được nhá. Đặt như này. Đúng rồi. Cho tí tí. Hơi cúi xuống một tí, đúng rồi. Đúng rồi, hơi căng tí là mình buông, này nó không bị đau. Thấy không? Đấy, mình cười nào. Cái miệng này là miệng nó đi lên. Đúng rồi, cái miệng là đi lên rồi. Bây giờ là da là có môi rồi, nó đỡ bị kim vào đúng không? Má cũng lên rồi, môi cũng lên rồi. Đúng rồi. Nha, thì bây giờ chỉnh đến cái hàm trên đã. Chỉnh cái này nó tương đối rồi đã. Xong bắt đầu là cái này. Chỉnh thô, xong bắt đầu mới chỉnh tinh, trau chuốt về sau. Bây giờ cười nào. Bây giờ các bạn nhìn thấy cười nhá. Đây. Răng cái chỗ này này, răng cái chỗ này là bị xiên về phía đằng này. Xiên về phía đằng này mà cứ khớp khảnh lung tung này thì bây giờ mình phải làm lới cái cung hàm ra đã. Thì nó mới răng cái có mới có chỗ đứng. Bây giờ lới ra đã, cười cười to này. Chập vào răng là nhau, cười. Đấy, thì mình sẽ nhìn thấy là hai bên này nhá, để nguyên. Cười cười xong rồi giữ nguyên hiện trường này. Thì mình thấy hai bên cái khóe này là nó tròn tròn chứ nó không có nhọn nhọn. Cách vách lên đúng không? Tức bên trong này nó vẫn cái khoảng tối mà nó lại hở cái chỗ cái vùng lợi ra. Là chỗ này bị méo không? Méo, tức là nó méo chứ nó không theo cái cung như này. Đấy, đây này, cũng méo này. Đấy, chính thế là nó làm cái tròn tròn ở hai cái phía bên. Chứ nó không có mép, không có khóe miệng. Đấy, đấy nhá. Thì bây giờ lại là gì? Nới cái bài cánh cung này đã nào. Đấy, cười nào, cười to. Thì mình nhìn thấy là bên này nhìn thấy nhiều răng hơn. Nhưng bên này nó bị khuất vào đây đúng không? Đây này, chỗ này nó lép được vào. Thì bây giờ mình giữ vào đây. Một bên này mình giữ nguyên. Một bên lép là mình hơi cung xuống. Hơi căng này. Đầy hơn chưa? Đầy thế. Đầy hơn nhá. Thế nhưng mà bây giờ tiếp theo đến là sẽ làm bên này. Để kéo cái phần này ra thêm để cho nó nhìn thấy nhiều răng ở phía bên này. Đây, mình nhìn đây này. Đấy, đúng không? Đây này, răng nó lung tung đây này. Đúng không? Kéo nó lung tung, cái cao cái thấp. Đáng nhẽ là ở trong này, cái ngoài này nó còn cao hơn cái bên trong này. Nhưng bây giờ cái ở bên trong này thì dài, nhưng cái ở trên này thì ngắn, tức là hàm nó bị treo lên phía trên. Cái răng ở trên đấy, đây này, cái này xuống thì dài đúng không? Nhưng mà cái này thì lại treo vào phía trên. Bây giờ mình tì đây này, để nâng cái này lên thì đây giống như là kiểu nói là chuyện vào quan gánh đây này. Cái đằng lép này này, vừa là đường pháp lệnh luôn, vừa là chỉnh để chỗ này nó đầy ra luôn, đỡ sầu đây. Cái này hướng lên trời, nhớ chưa? Cái bài giảng đấy không? Luồn tay vào trong hôm này, giữ ở đây. Phải để hở lộ chỗ này ra, đừng có để cái tay giữ ở đây nhá. Phần đây này. Đặt cái tay chặt chẽ đúng vào vị trí đã, xong bắt đầu mình nhé. Nâng lên, chạy rộng ra phía bên này nữa này. Để cho nó cái hàm nó nở ra này. Chú thử. Đó. Nào, nhìn cái môi ra môi chưa? Ừ, đấy, đầy lên luôn, đầy luôn. Nhiều người làm xong rồi sinh nhưng mà ai gặp ai cũng khen là xinh mà chả biết là tại sao sinh, bởi vì không đi hồng hồng. Không đi độn mũi, không đi tiêm cái thứ mà tại sao thì sinh ra. Trên thế giới có nhiều người không biết đến cái phương pháp này đâu. Bà ngồi đấy chị. Rồi ôi cái môi là cái đầu môi mà thẳng chỗ nhân trung này này. Đây là cốt răng vảnh đẹp. Chả thấy tặng nhau. Quan hồng.